chụp vậy? Quay. Quay sao mặt thấy nghiêm quá vậy? Hả? Thấy mặt nghiêm trọng quá, quay phim mà mặt nghiêm trọng quá vậy? Dạ, chẳng phải cười. Đây là người kể anh đây, tôi gây thắc mắc. Đây, không, nhưng mà phim nghĩ sao trong chùa dậm được hay dữ trời đây. Về mà dầu tự quên tua nha không? À. Ở quy một cái lồng trống không ai đạp được hết trơn á, okay. Không đạp mới hay ha. Hai anh quan lụm được vàng. Ủa, cô xuống dưới hả? Xuống đây ngồi nè.